Đây nha mọi người, chỗ của VinFast Quang Phương. Ở đây nhiều xe nha mọi người nha. Đây cái dàn xe nè. Khủng không? Rồi bây giờ mình vô trong làm thủ tục nha mọi người. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì con trai mình sẽ được giao xe nha cả nhà. Chiếc xe của bên hãng VinFast ha. Nhân viên giao xe người ta sẽ tới tận nhà để giao cho con trai mình nha, để bé đi học đại học. Rồi có một số lời dặn của nhân viên á, người ta chỉ cho bên mình ha cả nhà. Hiện tại thì chiếc xe này thì gia đình mình mua cho bé là 24 triệu 500 phải không em? Dạ. Nhưng mà được công ty người ta giảm cho 500 ngàn nha cả nhà, thì còn là 24 triệu. Chiếc xe là màu vàng ha. Chưa có bản số, khoảng mấy ngày nữa có bản số cưng? Dạ 7 ngày. À 7 ngày nữa thì có bản số ha cả nhà. Đây. Chưa được chạy ra ngoài. Màu vàng rất là dễ thương hết cả nhà hen. Thì đúng 5 giờ chiều thì nhân viên đến để mà giao xe cả nhà. Ngày hôm qua mình tới đăng ký các bạn là ngày 8 tháng 9 là phát vĩnh cửu hen. Còn hôm nay á là cái trong cái hóa đơn các bạn là không có ghi ngày 8 mà mình bắt phải ghi vì lý do mà các bạn biết sao không? Tại là ngày phát thành ra mình bắt buộc phải ghi vô để là phát vĩnh cửu. Còn hôm nay là ngày 9 tháng 9 là vĩnh cửu trường tồn vĩnh cửu ha. À, phong thủy nó rất là tốt ha. Ngày qua mình nói nhân viên ghi nhưng mà nhân viên đâu có hiểu, mình đâu có nói đâu. Mình bắt là em ghi thêm số 8 vô cho chị đi. Mà sau này quay clip thì mình mới nói. Rồi cái này á, khi mà em sạc thì em nhớ là em cắt cái này vô đầu tiên các bạn nha. Rồi. Khi cắm á thì mình nhớ là cắm sát vô cái này. Rồi. Sau này mình hãy ghim điện. Thì khi mà ghim điện á, nó sẽ có hai cái điện này, nó sẽ có hai màu. Thì sạc chưa đầy á thì nó sẽ hiện màu đỏ, còn sạc đầy rồi nó sẽ hiện màu xanh ha. Thì sạc này á, khi mà sạc đầy rồi nó sẽ có chế độ tự ngắt nên mình cứ yên tâm cái sạc qua đêm ha. Nếu mà sạc á em cắm luôn luôn là cắm ở đây vô trước ha, xong rồi em cắm vào đường nữa. Cục sạc á thì em đừng có để nó ở trong cốp nha. Ừ. Luôn luôn ở để ở ngoài nơi hung khó. Rồi khi mà sạc á nó hoạt động á thì nó sẽ hiện màu đỏ như vậy và hai cánh quạt nó quay. Ừ. Đây đây. Thì cái này nó có chức năng là làm mát cục sạc của mình, tránh trường hợp mà nóng quá thì chập điện cháy ha. Đó. Đây là nó tự ngắt hết, tự động nó ngắt và hiện lên màu xanh. Nay mình sạc bao nhiêu tiếng thì nó mới qua màu xanh chứ? Dạ nếu mà về mức độ 20% thì nó sẽ là 6 tiếng. Sáu tiếng nha. Cứ như là cứ như là full luôn ha, đầy luôn ha. Dạ đúng rồi. À đầy luôn là 6 tiếng. Dạ. Là đi đâu mình cứ đem cái cục sạc này theo đúng không? Dạ không cần đâu ạ. Thì từ khi nào mà mình đi về quê hoặc mình đi xa thì mình cứ đem sạc thôi. Nếu mà đi học thì mình để cục sạc nha. Nếu mà chị ví dụ nha, nếu mà lỡ mà mình quên đem cục sạc thì ở cái trạm mà sạc điện có không em? Mấy trạm đồ sạc điện của VinFast có không? Dạ có rồi, nhưng mà mình phải nộp tiền vô rồi mà mình sẽ sạc qua app. Ok, quá tốt ha cả nhà ha. Rất là tiện thuận tiện luôn cả nhà ha. Dạ có hai trường hợp để em kiểm tra sạc nó vô hay không, là một là ở đây, hai là nó sẽ báo hiện lên đồng hồ này ha. Báo lên đồng hồ phải không? Dạ. Nó đang nhấp nháy nè cả nhà. Nó giống như sạc pin điện thoại. Ừ, như sạc pin điện thoại ha. Em có cái ghế này. Lấy cái ghế để cho nó cũng được. Rồi
có lời nhắn gì em cứ nhắn dặn hết đi. Dặn để cho cháu nó. Khi mà xe em chạy về á, nếu như mà em đi gần á, em để 5 đến 10 phút rồi em hạ sạc. Còn nếu mà mình đi xa thì mình để khoảng 15 đến 20 phút, mình để pin nguội, thật nguội rồi em hạ sạc ha. Thì phần trăm nhiệt độ pin nó sẽ hiện qua đây. Khi mà nhiệt độ trên 45 độ á, là mình không được sạc. Để nó nguội xuống khoảng 40 độ hoặc là 30 mấy độ thì em cứ cắm sạc vô nó sẽ nhận pin ha. Chứ em trên 40 mấy độ em sạc nó sẽ không có vô pin, nếu nó không vô pin hai nữa ảnh hưởng tới tuổi thọ của cục pin ha. Rồi mỗi lần sạc là có bật cái máy lên vậy không? Không em, không, cái này không cần thiết đâu. Thì khi mà sạc á, cục sạc cái này nó quay á thì nó đã nhận sạc rồi ha. Rồi thì hiện tại là anh đã sạc đầy cho em, hiện tại qua đây nó tụt pin ha. Còn audio là 7 km á, cái này là do từ bên mà. Thì xe này xong rồi ha, kiểm tra về vấn đề sạc là ok ha. Thì cái này anh nói trước thì sạc 400W á thì nó sẽ hơi nóng một xíu, thì em sạc không có ảnh hưởng gì tới cục sạc của mình hết, thì nó sẽ sạc một hồi rồi gỡ ra. Thì nó khi mà gỡ sạc ra thì em nhớ rút cái này ra trước. À, nó ngắt hết toàn bộ phải không? Rồi thì mình rút điện ra. Rút điện ra thì gỡ ra. Thì lúc đầu thì nó hơi khó một xíu, nhưng mà em sạc thời gian thì nó sẽ dễ rút ra hơn. Đó. Thì mình đừng có rút ra liền, mình cứ nương xíu thì nó tự động nó heo chiều nó ra thôi. Đó. Mà lúc mà rút vậy được để cho cớ mà pin nó không nên để cho cớ mà. Cục sạc này đúng không? Thì khi nào mà em sạc xong cục sạc nguội rồi em cứ để vô cốp bình thường. Còn em đi hiện tại trời đang mưa đó, nên là hạn chế đừng để vô cốp hoặc là đừng để dính nước. Nên là nó sẽ không, biện pháp sẽ không chấp nhận bảo hành sạc cho em ha. Rồi anh để cho lại trong đây ha. Rồi một hồi nếu em có sạc thì cũng muốn để kiểm tra sạc là ok hết nha. Để nguội mới cho vô cốp hay là xong rồi cho vô cốp liền cũng được, cân hạt cho để nguội cho... cục sạc hiện tại sạc mà sạc 400W nó rất là nóng nên chị để nó nguội một xíu rồi ok đó. Mẹ biết nhưng mà mẹ cố tình mẹ hỏi để cho mọi người nghe để nhớ phải không? Rồi khi mà sạc xong thì đợi cho mẹ. Còn vấn đề nút on off này á, em không cần phải bật tắt thường xuyên. Trong trường hợp nào mà em đi du lịch khoảng 5-7 ngày gì đó em không sử dụng tới xe thì em tắt cái này cái. Thì nó giống như là nó ngắt hết nguồn điện trong pin, tránh trường hợp pin của xe nó nuôi ảo nên là ngắt cái này đi để tỏ để giữ pin lại ha. Còn khi sạc cái em bật lên ha. Okay. Coi cách đẩy của anh đúng không ta? Rồi xong rồi. Cách lấy lên chỉ cho em cách lấy lên luôn á. Khi mà em lấy lên á, thì cái này cũng dễ, em cứ lấy chìa khóa em nạy dưới đây lên á. Nạy đó. Đó, chỉ cách lấy lên nè, hiểu không? Thì cái này cũng có lúc mà lâu lâu mà xe nó kêu, nó có tiếng động cơ là kêu gè 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 á, thì em cứ tắt cái này để xếp để 5 phút hoặc là pin về chế độ ngủ đông. Pin về chế độ ngủ đông thì kiểu như ngày ngày hôm qua em đi sáng thì nó bật lên thì không được, nên là em cứ tắt cái nút on này để chừng 5 phút mở lên lại xe hoạt động bình thường ha, không cần có gì màu phản lợn hết á, cứ tắt cái này để 5 phút là xe nó mở lên lại. Tự nhiên em xài cái điện thoại sao thì nó xài cái xe này cũng như vậy. Cái này mình có chìa khóa xe cu không em? Dạ có chị. Mình có mấy chìa em? Dạ có hai chìa. Hai chìa à. Mà thí dụ mình muốn đánh thêm chìa thì có được hay không? Mình muốn làm thêm một chìa nữa à? À thì mình ra ngoài chỗ làm chị. À chứ chỗ hãng không có làm cho mình luôn hả cưng? Ừ. Còn thí dụ chị muốn làm những cái gì mà gắn ở đây nè, để cho người ta gắn điện thoại đi, cho tụi nó gắn điện thoại nó đi, nó không bị lạc đường á. Dạ được vậy, cái đó là mình gắn ở ngoài được. À chứ bên hãng không có gắn cái đó hả cưng? Dạ bên hãng là sẽ không. À rồi ok. Còn rồi giờ anh sẽ dọn em hướng dẫn em sử dụng xe ha.
Khi mà em đang khởi động chiếc xe á thì cũng luôn luôn bóp hắn này trước. Bóp hắn này nhẹ cái nắp bi thôi, đây nè, bóp nhẹ một cái nó trở về chiếc đi rồi nó sẽ móc hết, móc hết thì xe đang hoạt động. Ừ. Ha. Ừ. Khi mà em muốn khóa lại thì em làm thao tác ngược lại ha. Ha. Thì nó sẽ hiện lên xanh rồi ha. Thì xe này thì nó cũng đi giống như chiếc xe tay ga của mình vậy đó, nhưng mà em hạn chế gà hắn. Dạ. Gà hắn nha. Tại vì xe Nguyên Pháp á, nó sẽ có hai cái cảm biến trước và cảm biến sau. Thì em gà lên á thì nó sẽ không nhận ra ha. Cái thứ nhất là nó bảo vệ an toàn cho mình, thứ hai nữa là nó bảo vệ động cơ, tránh trường hợp mà motor mình rà hoài 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 nó cháy ha. Nên là nó sẽ gà như vậy. Thì khi nào mà em chạy thì nên nhớ là bóp hắn thì buông ra, rồi lên ga thì bỏ hắn đó, bóp vô xong rồi buông hắn ra, còn lại thấy hắn ha, đừng có giờ chạy gì ra. Tay ga thì mình gà được nhưng mà xe này nó không có nhận gà ha, gà thì nó không nhận ra ha. Thắng trước thắng sau gì cũng vậy hết. Là thắng trước ha, bên này thắng trước ha, bên này là thắng sau, bên này thắng sau ha, tay trái thắng sau, tay phải thắng trước. Đúng rồi. Là mà hướng bên thắng sau nhiều hơn, đừng bước thắng trước như dễ té lắm. Thắng trước là thắng đĩa. Thắng trước thắng đĩa nó dễ quăng. Rồi kiểm tra sơ bộ chứ giúp anh ha. Rồi. Nhưng mà chị thấy cày cái gì? Cày thì nó bị xước nhẹ chị. Bị xước hơi hơi. Tại vì bản lai á thì nó ngưng sản xuất rồi. Đây là cái nào đây em làm giúp đó. À rồi kiểm tra đi luôn đâu. Đây ha, xi nhan trái. Chị quay được nhớ không nhớ không? Rồi xi nhan trái. Xi nhan phải. Rồi đèn pha đèn cốt là nào em? Đây đây. Bên nào có pha bên nào cốt cái quan trọng đó. Nè đây. Bên đây là đèn nè. Bên pha nè. Cốt pha rồi. Là kiện ha. Rồi nó eco start hoạt động bình thường nè. Đó. Bi ha. Rồi. Rồi. Giờ là còn lại là xuống tiền phải không? Để kiểm tra bánh này, này kia nọ xong xuôi hết rồi phải không? Mà bánh này dạ chụp hình hả? Dạ chị nào chụp nó để em làm kiểu nha. Là với điều trường hợp nữa đâu đứng gần vô đâu đứng gần cho mình nè, thì xe sẽ bảo hành cho mình là 5 năm, bao gồm là khung sườn máy móc động cơ điện và sạc. Thì khi mà sạc này á Vinfast sẽ không chấp nhận bảo hành là do là em để cục sạc vô nước, thì trong mỗi cục sạc đều có tờ giấy quỳ hết, nếu mà em để vô nước nó sẽ hiện lên màu đỏ thì nguyên pháp nó sẽ không chấp nhận bảo hành ha. Nên là em sạc xong để trong nơi khô ráo giúp anh, để ở nhà đừng có mang, hạn chế mang theo, nếu mà mang theo á để cốp nó khô, đừng có để chai nước hay là áo mưa ẩm đồ ha. Có trục trặc gì đó thì anh chưa thấy nó sao ha. Đây đây. Xong. Cái vấn đề sạc xong xuôi rồi, vấn đề xe là có em còn thắc mắc gì không? Dạ không, giờ em chỉ thắc mắc cái áp à. Rồi, em lấy ghi giùm anh tí giờ mail với số điện thoại cho em đang xài á. Ok, rồi giờ là chị đưa tiếp tiền cho cưng phải không? Dạ. Ok, vậy là giờ chị đưa 20 triệu phải không? Hay bao nhiêu? Bữa em nói nhiêu đưa tiếp nhiêu. Bên em sẽ cho chị ghét là tối thiểu là 4 triệu. À, giờ là chị đưa 20 triệu, còn 4 triệu có bản số là chị đưa tiếp đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Mình thấy là nhân viên rất là dễ thương, nhiệt tình ha cả nhà. Bạn nào mà có muốn mua xe thì các bạn liên hệ các cửa hàng của VinFast nha cả nhà. Nhân viên rất là nhiệt tình, dễ thương ha. Hẹn giờ là rất là đúng giờ luôn cả nhà ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Bye bye đi anh nhân viên. Dạ. 9.500. Chỉ là 160 tiền bảo hiểm. Bảo hiểm này là bảo hiểm 2 năm. Cũng phải là bảo hiểm 1 năm. Dạ. Rồi ok, giờ là ngày hôm qua là 500 chị đặt cọc. Dạ. Giờ là chị đưa thêm 19.500 cho em nữa đúng không? Dạ. Giờ này là 10 triệu nè. Rồi 19.500. Rồi em đếm lại giúp chị cảnh đi. Với lại thêm 160 tiền bảo hiểm đúng không? Dạ.
Rồi, xong rồi, rồi em ghi một cái dưới này cho chị là em có nhận chị 19 triệu 500 ha. Chị biết chưa? Rồi, lấy cho biết đó đi. Em ghi họ tên của em rồi có nhận cho chị chẩn 19 triệu 500. Rồi, tổng 160 ngàn tiền bảo hiểm ha. Em ghi vô cho chị luôn. Tại vì chị quay clip á, ra chị làm chi tiết luôn. Quay YouTube để cho mọi người xem. Nhớ hồi đăng ký kênh chị nha. Chị 17 ngàn mấy người đăng ký đó.